ngày ta tu mấy lần, chỉ cần ta tu thoát kiếp hồ ly, rồi một ngày ta sẽ được cùng người ta yêu hát ca khắp nơi. Từ giờ ta sẽ ăn chay này, tập bớt khẩu nghiệp này, sống tốt từng ngày này. Vui cả lên đi nè, vui cả lên đi nè, chân ta thật sắc. Cái này đâu phải là đánh bom đâu, cái này là tiến dần sự kiện. Ngày hôm nay là chế tuyển chọn, tôi cứ kêu gọi tất cả năm châu bốn bể của loài hồ ly về đây là biết chắc chắn đây là sự kiện lớn, cho nên anh em đánh một tiếng rất là lớn. Chị ơi chị, tại sao biết bao nhiêu cái đồng xinh đẹp chị không chọn mà chị lại đi chọn cái đồng này? Một cái đồng không lối thoát hiểm, một cái đồng không lỗ thông hai. Lỡ mà xảy ra sự cố hiểm nguy thì mình biết chạy đường nào hả chị? Đừng ngốc. Người ta nói làm sao? Cái chỗ mà nguy hiểm nhất sẽ là cái nơi an toàn nhất. An toàn? A hi hi, đồ ngu ngốc. Trời ơi trời, em thấy toàn bộ chỗ này là đầy rẫy sự nguy hiểm chứ không hề có một cái sự an toàn nào hết. Thôi nào, ví dụ ở đây xảy ra thiên tai thì sao? Thiên tai? Nước lũ tràn về thì sao? Nước kìa. Chị ơi, nước giật chị ơi. Làm sao đây, làm sao? Chị, chạy tới, đóng cửa đâu. Em thấy không, yên tĩnh không? Có, yên tĩnh. Ấm áp không? Ấm áp. An toàn ha? Không. Là sao? Em không hề thấy một sự an toàn nào, em chỉ thấy đầy rẫy sự nguy hiểm. Ví dụ ở đây bây giờ nó xảy ra hỏa hoạn thì sao? Hỏa hoạn? Đại diện cho hồ ly bốn phương tám hướng, xinh đẹp và ngây ngất lòng người, chị xin thông báo kể từ giờ phút này hồ ly chúng ta không làm hồ ly nữa. Gì? Hồ ly không làm hồ ly, không phải làm quỷ bà nội. Em sao á? Chúng ta tu luyện ngàn năm để làm gì? Thoát kiếp hồ ly, đúng không? Không phải. Mà giờ phút này chị ngộ ra được, chúng ta phải hội nhập với loài người, chúng ta phải hội nhập với nền văn minh của nhân loại. Chị sẽ là người tiên phong, chị đi lấy chồng. Hả? Ủa, hồi đó giờ em có bao giờ em nghe chị nói là có, chị có người yêu đâu mà có chồng? Có. Hồi nào? Chuyện là như vậy. À cô à, cô ơi cô cho... Vậy cô ơi. Cô ơi! Cô à! Không, bình tĩnh nghe tôi nói nè! Cô ơi! Cô! Trời! Ê chết! Ôi chết rồi! Cô ơi! Cô có sao không cô? Cô ơi! Cô! Ê chết! Cô bị thương rồi! Không sao, để tôi cho! Đau quá! Ê! Cái gì vậy? Dầu gió hiểu con chó! Ủa? Ôi sao hay quá vậy? Mới xuất vô cái là nó đỡ đau liền rồi! Ủa, cô lần đầu tiên cô xài này đó hả? Ờ hả, tôi biết cô luôn. À, cái tôi hả? Tôi tặng cô đó. Cảm ơn anh. Anh tên gì vậy? À, tôi tên Long. Long, cái tên đẹp quá. Cái gì Long? Phong Long. Anh ơi, vậy là anh họ Đốt đúng không?
À, tôi không có họ đốt cho họ mắt, mắt phong long là tôi đó cô. Trời, cái tên của anh nó ấn tượng quá. Cô ơi, hả? Tôi nhìn cô cũng lạ lạ dễ thương quá, cô tên gì vậy? À, em là Hồ Ly. Hả? À không, em là em tên My. Cô tên My? Em tên My. Cái tên dễ thương quá. À dạ. À, chào My hả? Uh-huh. Tố My. Uh-huh. Hay là Ái My? Uh-huh. Chứ gì My? Masubi là My. À, mà anh ơi. Hả? Bây giờ đêm khuya rồi mà anh là người đẹp trai tốt bụng vậy nè, không mấy anh đi về đi chứ ở đây hồ ly nó cắn. Ha, về đi ha, đi em chắc em cũng phải đi về thôi chứ đứng gần anh em. Khoan cô à. Xin lỗi cô, tôi quên đóng tiền điện. Anh ơi, tôi đuổi anh về rồi mà sao anh không chịu về vậy? Tôi không sợ, ở đây có hồ ly đâu, cô yên tâm đi. Anh không sợ hả? Không sợ. Anh nhìn từ nãy giờ anh không biết em là... Tôi biết, cô là hồ ly chứ gì. Anh không sợ? Trời, cẩm ly tôi còn chưa sợ, hồ ly sái gì. Anh ơi, nhưng mà hồ ly với con người không được ở gần nhau đâu. Ủa tại sao vậy? Tôi cũng nghe mọi người nói hồ ly với lại con người là kẻ thù, mà tôi thấy có gì đâu. Hồ ly rất là dễ thương, rất là xinh đẹp. Chẳng những tôi thấy không phải là kẻ thù, mà hồ ly và con người cần phải hội nhập và dập hội cơ chứ. Cho anh xin một lần nói hết những điều tim còn e ngại, đưa tay cho anh nhé, theo anh tới tận cùng của hạnh phúc. Yêu anh nhé my baby girl. Tôi phản đối. Cái gì mà phản đối khổ quá. Chị là hồ ly chúa, chị quyết định từ ngày hôm nay chúng ta phải hội nhập. Tôi phản đối. Chị ơi, chị ơi, quá trời người đến, quá trời người đến, chị ơi. Em ơi, anh tới hỏi cưới em đi. Anh ơi, em đi nè. Làm trò xàm đế gì đây vậy? Ai đây? Anh người yêu. Dạ em là đàn trai. Ủa đàn gái nhiều lông hơn em tưởng nha. Ủa em sao người này phản đối? Anh là ai? Nín đi. Tôi là bé 17, em của bé 13. Cả gia đình tôi có 38 người. Ngày hôm nay tôi đại diện cho dòng họ của tôi phản đối cái đám cưới này. Anh phản đối? Ừ. Mọi người phản đối? Ừ. Ủa em ơi sao kỳ vậy? Sao em không kể chuyện tình cảm của hai đứa mình cho mọi người nghe? Em nói rồi mà, tại nó. Trời đất ơi, hôm nay tôi qua đây tôi hỏi cưới vợ, chuẩn bị xin lễ hết trơn rồi, bây giờ không lấy vợ được xin lễ tôi để đâu đây? Gì? Có xin lễ hả? Có. Có xin lễ thì đem xin lễ vô, còn ông đi về. Trời ơi. Đem vô đi. Đã đến lúc chúng ta cần phải hội nhập rồi. Mấy đứa, em xin lỗi mấy đứa, em xin lỗi mấy đứa. Trời ơi, cảm ơn các anh, cảm ơn các anh, cảm ơn các anh nhiều nha. Ủa anh ơi, xin lễ gì mà nó kỳ quá vậy anh ơi? Bởi vì đây đâu phải là xin lễ đâu. Anh chỉ nói là gì anh? Súng lễ. Là sao? Tụi bay vô hôn lên cho tao. Chạy đi!
Đúng vậy, anh yêu thương em, nhưng anh yêu thương bộ da của tụi em hơn. Tụi bay hốt trọn ốc đó, bà thấy chưa, hội nhập mà không chịu tìm hiểu, không chịu lựa chọn chi, bây giờ nó vô nó hốt trọn ổ rồi đó. Trời ơi, Thạc Yến cũng như là đồng đội của mình, các bạn cũng đã rất là chịu khó để phối hợp và luyện tập với nhau. Chủ đề rất rõ. Bạn là một người diễn viên đa năng, một người diễn viên mà gọi là có cái sức hút đối với khán giả. Vấn đề đây là hội nhập, nhập hội không phải là cứ nhập là vô được hội. Mà hội nhập là phải có lựa chọn, phải tìm hiểu, chứ không phải là muốn nhập là nhập. Chỉ có một cái chút xíu thôi Yến, là cái phần đầu á, Yến bỏ bớt cái phần đầu, cái phần mà ở trong á, giao đãi á, mà Yến đồ thêm cái phần hai người mà tình yêu, mà Yến đưa thêm cái sản phẩm của con người mà để dụ được Yến muốn hội nhập thì nó sẽ vui hơn. Và bây giờ thì về phía nghệ sĩ Thanh Thủy, chị mong muốn biết được số điểm từ hai vị sư phụ nào? Thầy Đức Hải, cô Hồng Vân. 3. Số điểm của nghệ sĩ Hồng Vân dành cho Phạm Yến là 9 điểm. Và số điểm của nghệ sĩ Đức Hải là 9,5 điểm. Xin được cảm ơn hai nghệ sĩ. Và chúng ta biết số điểm của nghệ sĩ Minh Nhí sẽ được giữ lại. Còn bây giờ mời bạn chờ xem số điểm của 100 khán giả tại trường quay chúng ta đêm nay. Xin mời. Và số điểm Phạm Yến nhận được từ 100 vị khán giả tại trường quay đêm nay là 9,1 điểm. Xin được chúc mừng bạn.